Chuyên mục bình luận quốc tế hôm nay sẽ đề cập đến mối quan hệ liên triều khi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên từ lâu đã trở thành vấn đề của thế giới và khu vực. Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đang chứng minh rằng họ mới là những tác nhân chính và quan trọng để giải quyết vấn đề này. Còn nhớ đầu năm 2019, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dành hết tất cả những lời khen dành cho đồng bào miền Nam và đề cao sức mạnh đoàn kết của hai miền Nam Bắc. Thường rất khó để đưa ra những lời dự đoán về một quốc gia khó hiểu như Triều Tiên. Song sự ấm áp nồng hậu như vậy của Triều Tiên đối với Hàn Quốc sẽ khó có thể được trao đi trong năm 2020 này. Một hình ảnh đầy ấn tượng vào năm 2019, khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng ngồi chung trên chiếc xe Mercedes mui trần mà Hàn Quốc mang đến Bình Nhưỡng. Cả hai nhà lãnh đạo đi qua các con phố của Bình Nhưỡng và vẫy tay chào hàng nghìn người dân đứng chờ trên đường phố. Với chiến thuật ngoại giao xe hơi, dường như hai nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên đang hiện thực hóa một giấc mơ còn dang dở. Như lời Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố, những gì tôi muốn đạt được là hòa bình, bất chấp biến động phức tạp đang xảy ra trên thế giới. Nhưng khi cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ đã chùn bước, thì mối quan hệ liên triều cũng dần bị đóng băng. Hình ảnh truyền thống được thấy trong nhiều thập kỷ qua. Triều Tiên đã ngừng đàm phán, thảo luận với người hàng xóm phía Nam trong những tháng gần đây. Có thể thấy, khi mọi thứ đang trở nên ổn định, thì mối quan hệ non nớt giữa Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Kim lại như con thuyền đi trên dòng sông băng. Theo Chun Seong Chang, nhà phân tích tại Viện Sejong ở Seoul nhận định, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in không đủ thân Bắc với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên, từ đó biến bán đảo thành một siêu cường ở Đông Bắc Á là giấc mơ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in muốn biến thành sự thật vào năm 2045. Tuy nhiên, tham vọng này đang đối mặt với nghi ngờ khó có thể trở thành hiện thực từ cả trong và ngoài nước. Kể từ khi Tổng thống Moon Jae-in lên nhậm chức, chính quyền của ông đã thực hiện nhiều chính sách cam kết với Triều Tiên, bao gồm cả việc thương lượng với Mỹ. Ông Moon và Kim gặp nhau 4 lần trong 2 năm qua, cùng nhau ký kết thỏa thuận phi hạt nhân hóa nhằm hạ nhiệt căng thẳng dọc khu vực phi quân sự, bình thường hóa liên lạc song phương và mở đường cho các cuộc đàm phán nghiêm túc khác. Tổng thống Moon nhất mực tin tưởng vào chiến lược được gọi tắt là chính sách Ánh Dương, tức là tìm cách để hợp tác thay vì cô lập Triều Tiên. Theo quan điểm của Nhà Xanh, thống nhất hai miền Triều Tiên không chỉ có thể thực hiện được mà còn rất đáng để khao khát. Mong muốn thống nhất của Hàn Quốc đã rõ, hai nước đã chớm nở một số thành tựu ngoại giao. Tuy nhiên đối với Bình Nhưỡng, dường như những điều này là không đủ. Chun Seong Chang, nhà phân tích Viện Sejong tại Seoul nhận định, Triều Tiên tin rằng nếu chính quyền của Tổng thống Moon thực sự ủng hộ Bình Nhưỡng thì sẽ dừng lại các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc khi được yêu cầu. Đồng thời ngừng nhập khẩu máy bay chiến đấu tàng hình có thể tấn công Triều Tiên. Vì vậy, theo quan điểm của Triều Tiên, miền Nam không hoàn toàn ủng hộ miền Bắc. Triều Tiên liên tục lên tiếng phản đối gay gắt trước các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc trong năm 2020. Mặc dù một số cuộc đã bị thu hẹp quy mô hoặc hủy bỏ, cũng như quyết định của Seoul về việc mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 từ Washington. Bình Nhưỡng cho rằng những động thái này đang cản trở nỗ lực hòa bình và đáp trả bằng cách cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc và đe dọa đóng băng Seoul khỏi cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ. Thậm chí, Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên đã tuyên bố rõ ràng: chúng tôi không có gì để bàn bạc thêm với giới chức Hàn Quốc và cũng không có ý định ngồi lại bàn đàm phán với họ thêm lần nào nữa. Các quan chức hai bên chưa bao giờ công khai xác nhận liệu đường dây nóng được thiết lập giữa các nhà lãnh đạo hai bên đã từng được sử dụng hay chưa. Đường dây đó thật sự hoạt động hay chỉ là biểu tượng, thậm chí không tồn tại. Chính quyền của Kim Jong-un cũng đã từ chối lời đề nghị hỗ trợ nhân đạo và từ chối gặp Hội Chữ Thập Đỏ Hàn Quốc trong năm nay. Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, rất khó để Triều Tiên được coi là hợp tác hay hòa giải với Hàn Quốc. Sở dĩ Bình Nhưỡng có thái độ như vậy là vì với họ, đối thoại với Seoul chỉ đơn giản không phải là ưu tiên hàng đầu, mà chủ yếu tập trung tìm cách nới lỏng các lệnh trừng phạt, đầu tư và trợ cấp. Triều Tiên phát triển hạt nhân, tên lửa để giữ bộ mặt quốc gia, thỏa mãn lợi ích của quân đội và sau đó họ cần quay sang phát triển kinh tế. Chính vì thế, trong thông điệp quan trọng đầu năm, ông Kim Jong-un đề nghị tập trung ưu tiên phát triển kinh tế.
Điểm khác biệt của Triều Tiên với các nước là khi muốn làm sẽ tập trung làm bằng được. Muốn phát triển tên lửa, Bình Nhưỡng phát triển bằng được, tạo nên ưu thế để mặc cả với Mỹ. Và khi quyết định chuyển hướng chiến lược thì cũng sẽ quyết tâm bằng được. Điều này không phải nước nào cũng thực hiện được. Triều Tiên đang kiểm soát tốt tình hình. Cả hai miền Bắc Nam cần có thêm nhiều thời gian và chìa khóa để làm điều đó rất đơn giản. Nối lại chương trình du lịch chung tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang của Triều Tiên. Kumgang đã từng là một dự án du lịch chung nhộn nhịp giữa hai miền Triều Tiên. Nhưng vẻ đẹp ấn tượng của khu du lịch đã bị bao phủ lớp mây mù dày đặc hỗn loạn của chính trị. Các chuyến tham quan đã bị đình chỉ vào năm 2008 sau khi một du khách Hàn Quốc bị cảnh vệ Triều Tiên bắn chết. Bình Nhưỡng đưa ra lời giải thích, du khách này đã đi vào khu vực quân sự. Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhất trí nối lại chương trình du lịch núi Kumgang cũng như trở lại tổ hợp công nghiệp chung ở thành phố Kaesong tại Triều Tiên khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở Bình Nhưỡng hồi tháng 9 năm 2018. Nhà lãnh đạo Kim thậm chí đã thông báo rộng rãi cho người dân Triều Tiên điều mà ông chỉ làm khi tự tin sẽ có chuyển biến mới trong tương lai. Các nhà quan sát cho rằng ngọn núi này chính là cánh cửa đến Triều Tiên, chìa khóa của mọi vấn đề. Bộ trưởng thống nhất của cả Hàn Quốc và Triều Tiên đã thực hiện vận động hành lang để các tour du lịch sớm được kết nối lại. Trong khi đó, du lịch chính là lĩnh vực tránh được các lệnh trừng phạt đánh vào Triều Tiên liên quan đến chương trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và tên lửa đạn đạo. Những đầu tư vào các thực thể chung còn giúp Bình Nhưỡng có thêm nguồn thu nhập từ nước ngoài, vốn lâu nay đang bị hạn chế. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bộc lộ sự tức giận với Seoul và cảm thấy Tổng thống Moon đã không giữ được lời hứa của mình. Sau Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, sau những cái bắt tay lớn, cái ôm chặt và nụ cười tươi, 6 lần hội nghị cao cấp đã diễn ra, song không có lời hứa quan trọng nào được thực hiện và Triều Tiên tức giận về điều đó. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thị sát Kumgang vào tháng 12 năm 2019 và kêu gọi phát triển khu vực này mà không cần hợp tác với Hàn Quốc. Thậm chí ông yêu cầu các tòa nhà do Hàn Quốc xây dựng phải bị phá hủy. Sau đó, những lời đề nghị của Seoul tổ chức gặp gỡ hai bên nhằm thảo luận rơi vào tình cảnh bế tắc. Triển vọng về việc nối lại chương trình du lịch này trong thời gian ngắn khá mờ nhạt. Chuyến thăm này của ông Kim được các chuyên gia xem đây là cách gây áp lực lên Tổng thống Moon đơn phương phá vỡ các biện pháp trừng phạt, điều mà Hàn Quốc không thể thực hiện nếu chưa có sự đồng ý từ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không bật đèn xanh cho Tổng thống Moon để mở lại Kumgang. Vào tháng 4 năm 2019, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để nhượng bộ với Triều Tiên trong lĩnh vực kinh tế. Washington lo ngại Bình Nhưỡng có thể sử dụng tiền từ khu du lịch Kumgang để đầu tư cho chương trình hạt nhân và tên lửa, trong khi Mỹ đang tìm mọi cách để thúc đẩy Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa, tiến tới thỏa thuận phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Có thể thấy, những khát vọng về kinh tế của Triều Tiên lại là điều Tổng thống Moon Jae-in không thể thực hiện được ở thời điểm này, bởi vẫn còn một chướng ngại vô cùng to lớn, đó là các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Nền kinh tế xuất siêu của Hàn Quốc quá phụ thuộc vào trật tự thế giới, và hơn hết, Seoul cần tránh bất cứ trường hợp nào có thể khiến Washington tức giận. Hiện Mỹ vẫn sử dụng các lệnh trừng phạt là át chủ bài để gây sức ép với Triều Tiên. Nếu Hàn Quốc lại nới lỏng thì không khác nào đâm sau lưng Mỹ. Triều Tiên muốn chính quyền Tổng thống Moon nỗ lực hết sức để vận động hành lang Liên Hợp Quốc có thể nới lỏng hoặc xóa bỏ các lệnh trừng phạt đang tạo thành vòng vây siết chặt kinh tế nước này. Phía Hàn Quốc cũng đã có động thái, nhưng với Bình Nhưỡng có lẽ là chưa đủ. Bên cạnh đó, ngay ở trong nước, tham vọng của ông Moon về Triều Tiên đối mặt với sự nghi ngờ đa chiều từ giới truyền thông Hàn Quốc. Tờ Chosun Ilbo cho rằng ông Moon có lẽ không còn tỉnh táo. Tờ Korea Jongan Daily thể hiện không tin tưởng vào chính sách Triều Tiên của ông Moon. Hàn Quốc phải tự trách mình vì tình hình đáng thương hiện tại. Seoul đã thể hiện quá háo hức trước mối quan hệ Mỹ-Triều và vai trò của Hàn Quốc tự nhiên trở nên vô nghĩa khi hai bên đối đầu nhau. Vậy giấc mơ về hai miền Bắc Nam liệu có thành hiện thực? Các chuyên gia cho rằng hai miền Triều Tiên chưa thể thống nhất nhưng sẽ có hòa bình ổn định. Hàn Quốc cần hòa bình ổn định. Còn Triều Tiên đang từng bước thiết lập hòa bình với Hàn Quốc. Triều Tiên cũng sẽ từng bước dùng những tiến trình hòa bình đó để gỡ bỏ lệnh cấm vận, thiết lập hòa bình, mở cửa và hội nhập quốc tế. Khi cải cách mở cửa,
Triều Tiên sẽ giảm quân số để lấy tiền đầu tư. Đương nhiên, chi phí giảm sẽ có tiền để đầu tư vào phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hai thể chế khác nhau, hai quan điểm chính trị khác nhau sẽ khó gặp nhau. Bởi vậy, việc thống nhất sẽ rất khó khăn, nhưng sẽ có hòa bình, ổn định. Mỗi bên sẽ tự quyết vận mệnh của mình. Nếu có sự thống nhất, Hàn Quốc sẽ không vội thống nhất ngay. Họ sẽ đợi Triều Tiên phát triển tới một mức nào đó, thì cái giá của việc thống nhất sẽ thấp nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại tại những video tiếp theo vào tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Báo Nghệ An.